Em xin gửi lời trân trọng kính chào quý cô, chú, bác, anh chị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quay lại cái kênh YouTube của Von Hudec. Video này em xin chia sẻ thêm thông tin để quý vị nào quan tâm về quyền tự do ngôn luận có thêm nguồn tham khảo. Thưa cả nhà, tính đến lúc này hôm nay, chúng ta chưa nghe thêm một lời phát biểu hay là lên tiếng nào từ MC Nguyễn Ngọc Ngạn sau hai lần phát biểu mạnh miệng ở sau ở Đức và sau ở Hà Lan. Sau khi post lên video đưa tin, ông Ngạn đã nói 50.000 người Mỹ tị nạn qua Canada. Thì trong phần bình luận của video em có nhận được một cái đường link dẫn đến thỉnh nguyện thư tới tòa Bạch Ốc của một người xem. Bây giờ xin mời cả nhà cùng xem là nội dung của cái thư đó như thế nào nhé, để biết thêm về quyền tự do ngôn luận. Thỉnh nguyện thư được post lên như thế này, em xin đọc lại nguyên văn. Vui lòng điều tra một trường hợp tấn công Hoa Kỳ bằng cách tuyên bố sai về chính sách nhập cư. Được tạo bởi MD vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2019, ông Nguyễn Ngọc Ngạn, một MC chuyên nghiệp người Canada gốc Việt, đã xuất hiện trước hàng trăm khán giả Việt Nam trong một chương trình ca nhạc ở Đức và nói dối về chính sách nhập cư của Hoa Kỳ. Ông nói ông Trump là một bạo chúa và Hoa Kỳ không còn là nơi an toàn để sống hoặc du lịch. Vì điều này, 50.000 người Mỹ đã phải trốn sang Canada. Đây là một cái đường link ở trong thư gửi kèm dẫn đến một cái video dài hơn 4 phút có tựa là video đầy đủ nhất về phát ngôn của Nguyễn Ngọc Ngạn. Người đàn ông này quay trở lại Hoa Kỳ nhiều lần để kiếm tiền mà chúng tôi không biết rằng ông ta có visa làm việc hay không. Nói dối về chính sách của Mỹ là một hành động phỉ báng phải bị khởi tố. Là một nhân vật của công chúng, ông Nguyễn Ngọc Ngạn tuyên bố sai sẽ gây nhầm lẫn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 sắp tới và cũng sẽ ảnh hưởng đến lập trường và nhận thức của những người Mỹ gốc Việt. Ở đây thì mọi người cũng thấy thỉnh nguyện thư hoạt động như thế nào. Đầu tiên, tạo thư thỉnh nguyện, kêu gọi Nhà Trắng hành động về vấn đề quan trọng với bạn, thu thập những chữ ký, chia sẻ thỉnh cầu của bạn với những người khác, xây dựng một cộng đồng cho sự thay đổi mà bạn muốn thực hiện, 100.000 chữ ký trong 30 ngày, nhận cập nhật chính thức từ Nhà Trắng trong vòng 60 ngày. Quý vị cũng thấy trên màn hình đó, cho đến thời điểm này đã có 1.956 chữ ký. Cần thêm 98.044 chữ ký nữa trước ngày 31 tháng 1 năm 2020 để nhận được phản hồi từ Nhà Trắng. Em xin nói thế này, em đã không và sẽ không ký vào đây. Em chỉ là người đưa tin. Vụ việc ở Hồng Kông gần đây, theo như trang web này chia sẻ, Hồng Kông hơn 130.000 người ký đơn thỉnh nguyện xin cứu viện y tế khẩn cấp. Theo thông lệ, nếu đơn thỉnh nguyện thu thập được ít nhất 100.000 chữ ký ủng hộ trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng, chính phủ Mỹ sẽ xem xét kiến nghị này. Live show Nguyễn Ngọc Ngạn 75 năm cuộc đời dự kiến là được tổ chức vào tháng 3 năm 2020 ở San Jose, California. Theo như một số kênh YouTube đưa tin thì live show này đã bị hủy và thay vào đó là chương trình mang tên Tình Xuân và sẽ không có sự tham gia của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã theo dõi, xin được hẹn gặp lại những video tiếp theo.